Thật ra cái bài này á, ý nó nói như vậy nè. Người ta cứ tưởng á, là cái nhân vật chính này là một nhân vật ác, nhưng mà thật ra á, anh ta là một người rất là tội nghiệp. Wow, vậy mà em cứ hiểu theo nghĩa một chiều của nó. Anh Minh đúng là xứng đáng với danh hiệu giỏi nhất trường. Em ngưỡng mộ anh thiệt luôn á. Chắc là em thích mình rồi. Mình vừa nhà giàu nè, vừa học giỏi, nhàn có điều kiện nữa chứ. Mình thêm cái đẹp trai nữa là gái trường này xếp hàng. Em có cần anh giảng thêm bài nào không? Dạ bài này nè anh. Bài này nè. Ê, mình xin lỗi bạn nha. Mình xin lỗi. Người ta không phải cái rổ nha. Ủa mà anh đang làm cái gì vậy? Thì anh đang chỉ cho bạn này mấy bài cơ bản đó mà. Ồ, hôm nay mày đặt dạy học rồi ha. Thôi đi chơi bóng tiếp đi. Thôi em đi chơi tiếp nha. Chào bạn. Wow, đẹp trai quá. Thôi kệ đi em. Để anh giải thích cho em thêm về bài này nha. Thật ra cái này ý chúng ta muốn là em nghe anh giải thích nè. Cái này tác giả muốn chúng ta hiểu được là tại sao người phụ nữ này lại bán đi đứa con ruột của mình. Cái này chúng ta phải đẹp trai thôi mà có gì mà bu dữ vậy. Con gái bây giờ mình thích trai đẹp, thấy trai đẹp là tương tướp tương tướp. Mắc gì thằng Phúc phải ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà là con đó mới đúng. Thì đúng rồi, ra khỏi nhà là con Kim Chi. Mà con Kim Chi con bạn nó là một ruột luôn. Sao? Trời ơi ba coi ha, nó cho con bạn nó mướn nhà ha, mà nó có ý đồ nó thay luôn ổ khóa, có nghĩa là nó không muốn cho thằng Phúc ở trong đó, bà thấy chưa? Trời đất, cái con này quá đáng vậy. Ừ, kêu thằng Phúc đi thưa. Tụi mày nghe, đi thưa kiện bây giờ phải tốn tiền, mà thằng Phúc có tiền đâu. Bây giờ tiền con vợ đem đi nước ngoài hết rồi. Trời đất ơi, nó lộng hành vậy đó hả? Thì nói ông xã bà cho mượn tiền. Trời giấu ông cũng hết mình cho, ông biết là thằng Phúc chết chắc. Con nhỏ chị dâu lớn, không lẽ nó biết chuyện rồi nó không cho mượn tiền. Bây giờ muốn mượn tiền nó phải hạ mình xin lỗi nó. Mà tôi mà hạ mình thì nó trong nhà nó coi tôi ra gì nữa. Nó không cho mượn mà nó nói ngọt ngào lắm bà ơi. Sao? Anh ấy mẹ ơi không có được như vậy đó mẹ ơi. Trời ơi, chú Phúc mà nhu nhược là tại do mẹ nó nuông chiều quá đó. Nếu mà con của con không có làm vậy đâu. Ghét không? Ghét không? Ê, nó nghe là chà, bà có khiếu dữ lắm. Bà nhại con dâu bà trời ơi nó y hệt không khác nét nào không bà. Bà biết không, đối với con trai người ta thì nói vậy. Chứ mà nó con của nó nghe thằng Minh cháu nội tôi đó. Cục vàng của mẹ, cục vàng của mẹ. Ghét không? Ghét không? Ôi cục vàng của mẹ, ăn gì chưa nè? Dạ chưa mẹ. Chưa hả? Giờ sao? Mẹ ơi, mà tự nhiên con thèm chú chiên mẹ nấu quá à. Thèm chú chiên phải không? Dạ. Để mẹ làm cho cục vàng mẹ ăn nha. Yeah. Cục vàng mày quá à. Gì trời, suốt ngày hết cục vàng rồi tới cục. Nói gì vậy hả? Tại sao giờ này mới về? Tan học lâu lắm rồi mà. Ủa mẹ có thấy cái cục tạ con bữa con để dưới này không mẹ? Con giỡn mặt như với mẹ hả? Đó, mẹ. Nè đứng lại coi nè. Nghe nói em thèm chuối đúng không? Chú chiên nè, mẹ làm đó. Không ăn. Cục cưng của mẹ, ăn đi. Mẫn, nãy em đi chơi ở đâu với tụi đám gái vậy? Đi ăn pizza. Tất nhiên là tụi nó trả tiền cho em. Em có thích đứa nào trong đám đó không? Dĩ nhiên là không rồi. Anh nghĩ là tụi nó xứng đáng với em hả? Tụi nó năn nỉ lắm, em cho nó số điện thoại. Thằng này đúng là gặp hên. Sao mình thấy đứa nào cũng dễ thương hết vậy? Cuộc đời bất công quá. Mình vừa đẹp trai lại vừa học giỏi hơn nó. Sao tụi con gái cứ bu vô nó không vậy? Nhìn gì? Nhìn cái con mắt mày. Ý là anh nhìn cái con mắt của em á mà. Ngon nói lại lần nữa coi. Mình hiểu tại sao rồi. Nó đẹp trai hơn mình. Cho con đánh nhau không con? Đánh cái con mắt mày. Nói gì nói lại lần nữa coi. Mày biết tính tao mà, tao không bỏ qua chuyện này đâu. Mẹ ơi, mẹ ơi.
Tha cho anh đi mà mốt anh không dám vậy nữa đâu mà. Đồ hết cái. Về không? Về, về, về. Nói chuyện không biết giờ giấc luôn. Nói chuyện mà tới trăng lên luôn ha. Nè, tới từ hồi mà cháu nội thức gì tới nội ngủ. Về nha, về nha. À, tội nghiệp nhỏ ghê không? Quên, quên, quên. Không nói không được. Nè không? Cái gì nữa? Tôi nói nghe là trời ơi, mỗi lần tôi qua đây mà tôi tám với bà nữa nghe. Trời ơi, giống như tôi xả stress vậy. Chứ tưởng tượng mà tôi bảo tôi không có bà, tôi biết tôi tâm sự với ai. Trời ơi, bao nhiêu cái gì mà bực dọc trong tôi xả ra cho bà hết, tôi nhé người gì đâu. Bây giờ phơi phới rồi phải không? Phơi phới. Xả hết rồi phải không? Ừ. Không nói đi cũng nói lại. Thật sao? Ra tôi cũng cô đơn, cũng có một mình. À, giờ tôi cũng không tâm sự với chị, tôi cũng không biết tâm sự với ai. À vậy. Nó nghe. Dạ. Cái tầng trệt của tôi á. Dạ. Cho thuê rồi đó. Yeah. Lấy cọc rồi, tuần sau tao dọn lại. Trời ơi, tin hot nghe. Vậy mà nãy giờ không nói cho biết. Lo nhiều chuyện mấy vụ kia đâu nhớ đâu. Điện thoại. Ê, đừng, đừng nói ổng gọi nha. Ổng gọi nghe. Alo, tôi về liền, tôi về liền. Thôi về nha. Ừ, rồi. Có gì alo nha. Cô Huyền. Dạ. Thầy Phúc chưa tới hả? Ừ, dạ, em đâu có biết đâu thầy. Không biết không, không có tội. Sao tới sớm dữ vậy? Không để đầu giờ trưa mình tới luôn. Giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, em xin lỗi thầy. Thầy làm gì thấy ghê vậy? Thầy đừng làm vậy, em bị bệnh tim đó nha. Cô bị bệnh tim là phải rồi. Sống tốt quá mà. Thật ra em cũng đâu có biết gì đâu thầy. Bây giờ thầy tìm cách thầy nói chuyện với Kim Chi đi. Rồi trả tiền thuê nhà lại cho em. Là em dọn ra khỏi nhà thầy em đi liền à? Làm sao nói chuyện? Không có số liên lạc, Facebook, các trang khác không online. Qua Singapore làm gì bệnh á? Tôi mà tìm được hả? Tôi bẻ cổ. Cô cần phải đau to búa lớn vậy hả? Nói chuyện với phụ nữ mà. Không mấy giờ thầy chuyển qua thầy dạy giáo dục công dân đi. Tấm gương sáng soi đời. À. Dạ em xin lỗi thầy. Tối qua ngủ ngoài chắc bị mũi chích dữ lắm. Chứ giận quá giận luôn. Dâu hả? Dạ. Mẹ đã giặt đồ nè, có đồ gì á bỏ vô đây mà giặt luôn cho. Có không? Ủa mẹ. Ừ? Mỗi lần mẹ giặt đồ á, mẹ có bỏ sang nước xả giải không vậy? Sao không có? Vậy sao mỗi lần giặt xong thấy đồ cứng đờ? Sao cứng? Thì từ hồi mà con chỉ mẹ là lúc nào giặt đồ mẹ cũng bỏ nước xả vô hết trơn á. Kỳ vậy ta. Vậy mỗi lần mẹ giặt vậy á, mẹ bỏ bao nhiêu nước xả giải? Đầy nhóc vậy bỏ chừng nắp hả? Trời đất ơi, một nắp là sao mà được. Một đống đồ như vậy mẹ phải bỏ ba nắp. Con dặn mẹ rồi mẹ ơi, ba nắp mẹ nhớ chưa? Alo, bà Tám hả? Trời ơi sao bà gọi đúng lúc quá vậy? Bà biết không, con nhỏ con dâu tôi nó mới lên lớp, tôi nó dạy đời tôi nữa à. Cái chuyện rất là bình thường, rất là đơn giản, giặt đồ thôi mà, có gì đâu mà khó. Vậy mà nó cũng xài xẻ tôi, bà coi được không? Mẹ ơi. Mẹ nhớ rồi, ba nắp. Mẹ hả? Có điện thoại dưới Cà Mau gọi mẹ kìa. Thôi cúp máy nha. Lúc tôi qua nhà bà tôi kể bà nghe, phải gặp mặt kể mới đã. Rồi chị đi. Minh ơi, ra mở cửa cho mẹ có ơi con. Bạn tìm ai vậy? Cho mình hỏi cô Hoàng Anh có nhà không bạn? Ủa Dung My hả con? Dạ con chào cô. Trời ơi đẹp gái quá, y như mẹ Mai vậy đó. Con cảm ơn cô. Nhà con mới dọn tới sáng nay, mẹ con có gửi cho cô một ít xôi nào cô. À, nói với mẹ là cô cảm ơn nhiều nha. Đi vô nhà cô chơi. Dạ để hôm khác, nhà con hôm nay có việc, con phải về phụ mẹ. Vậy hả, vậy thôi vài bữa nữa cô ghé nhà chơi nha. Dạ con chào cô con về. Ừ. Mẹ ơi. Cái gì? Cái bạn răng trắng là ai vậy mẹ? Con của bạn mẹ. Sao vậy? Mẹ xinh quá mẹ ơi.
chảy nước miếng rồi kìa. Mẹ kỳ quá à. Ôi tụt chân, nựng cái chân, nựng cái chân nè. Ôi đi vô. Điên. Nè, con soi đi. Gì vậy? Thì nên mới soi vô đây chứ. Mẫn, em có biết cái bạn đem soi tới? Nếu như mình nói cho nó biết, kiểu gì nó cũng hớt tay chân của mình. Kể cho nó nghe về Yumi, chẳng khác nào là ôm nguyên trái bơm chạy vô lửa. Mình đâu có ngu đâu, chừng nào mà cua được Yumi rồi mình giới thiệu sao? Không thể nào giao chứng cho ác được. Nói gì mặt tức ra vậy?